Trình làng xe tay ga áp Zilia SR160. Trang bị ABS mà giá rẻ hơn đối thủ Honda Vision có gì đáng chú ý? Chỉ với 32 triệu đồng, không chỉ sở hữu động cơ mạnh mẽ mà chiếc tay ga này còn có hệ thống chống bó cứng phanh. Thương hiệu xe Yap Zilia mới đây đã trình làng chiếc tay ga mang tên SR160, mẫu xe theo phong cách thể thao nhỏ gọn, cực kỳ phù hợp cho mục đích di chuyển trên đường phố. Được lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu siêu xe là SV1000G của hãng, Yap Zilia SR160 sở hữu những đường nét sắc sảo mang tính động lực học cao. Phía trước, cụm đèn pha đôi được đặt trong một khối trong khi đèn xi nhan được đặt cao hơn tất cả đều là công nghệ LED, khiến người ta liên tưởng tới chiếc Pace huyền thoại một thời nhà Honda. Màn hình điều khiển trên xe là đồng hồ kỹ thuật số kết hợp analog rất trực quan cho người sử dụng. Với tổng khối lượng chỉ 122kg và chiều cao yên 775mm, xe phù hợp với hầu hết đối tượng người sử dụng, kể cả những người có chiều cao khiêm tốn. Dung tích bình xăng trên xe là 7 lít. Yap Zilia SR160 cũng được trang bị phục ống lồng thủy lực trước và lò xo phía sau. Bên cạnh đó, đảm bảo sự an toàn cho xe là phanh đĩa đơn đường kính 220mm cho phía trước có hỗ trợ ABS và phanh tăng chống phía sau. Về sức mạnh, Yap Zilia SR160 được trang bị khối động cơ xi lanh đơn 160 phân khối, sản sinh công suất tối đa 10,7 mã lực tại 7.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 11.6 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Mức giá bán của Yap Zilia SR160 tại thị trường Ấn Độ là tương đương 32 triệu đồng, một mức giá rất tốt với một chiếc tay ga sở hữu nhiều tính năng hiện đại.